Xin chào mọi người, hôm nay An làm bánh khoai tây, mời mọi người cùng theo dõi. 6 củ khoai tây vừa, gọt vỏ, rửa sạch, cắt thành cục nhỏ. Cho vào nồi, cho nước vừa đủ. Luộc khoai đến khi chín mềm. Khoai mềm vớt ra tô dầm nhuyễn. Nhuyễn như vậy là được. Thêm vào một quả trứng. Trộn đều, đến khi trứng hòa quyện với khoai tây. Cho thêm 4 muỗng canh bột chiên giòn. Nêm vào 3 muỗng cà phê đường. Một muỗng canh sữa đặc. Trộn đều cho đến khi mọi thứ hòa quyện với nhau. Bây giờ cùng nặn hình nào. Mọi người thích hình gì thì nặn hình đó nhé, hi hi. An sẽ nặn hình mặt cười. Đầu tiên là vo tròn rồi đè bẹp bẹp xuống, hi hi. Rồi lấy cái muỗng làm hình miệng. Rồi lấy ngón tay chọn chọn làm con mắt cho tròn, hi hi. Vậy là xong cái mặt cười rồi nè. Nhìn mắc cười quá, hi hi. Nặn cho đến hết luôn nhé. Bây giờ đem đi chiên. Dầu nóng cho hình đã nặn vào chiên. Đến khi vàng hai mặt. Ta đã xong rồi đây, bánh phía ngoài giòn phía trong mềm, chấm thêm miếng tương ớt ngọt ngọt cay cay rất ngon, em bé người lớn đều rất thích. Mời mọi người ăn cùng An nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này, nếu yêu thích mọi người hãy like và đăng ký để ủng hộ An ra nhiều video khác nữa nha, hi hi. Và giờ thì bye bye mọi người.